Well, Laura and I are honored to be here at the center of an effort to help Vietnam battle HIV/AIDS. Doctor, thank you for this wonderful tour. We've got a comprehensive strategy involved through our PEPFAR program with the country. Nhà tôi rất là, với tôi rất là hân hạnh được đến chỗ này là cái trung tâm phòng chống bệnh HIV/AIDS và do cái chương trình gọi PEPFAR, tức là chương trình khẩn trương của ông Tổng thống Bush này đưa ra để giúp đỡ Việt Nam. We've got a very strong mother-to-child transmission program to prevent the children from developing HIV/AIDS. Và chúng tôi có một chương trình phòng chống rất mạnh, đẩy mạnh cho những em trẻ em khi mà chịu sinh đẻ ra để khỏi phải bệnh HIV/AIDS. The doctor's been explaining to us their strategy on how to protect HIV/AIDS not only in the cities but in the provinces. Và bà viện trưởng đã nói với chúng tôi biết cái cách mà phòng chống bệnh HIV/AIDS là tìm ra những nguyên nhân tại nơi trong thủ đô, ở trên thành phố này và kể cả các vùng khác trong miền Nam. Part of our comprehensive strategy to help this country is to distribute antiretroviral drugs. Và một trong những cái chiến lược của chúng tôi mà để phòng chống HIV/AIDS đó là để cho những cái thuốc chữa bệnh về AIDS. Laura and I come by to thank the doctor and her staff for their compassionate work. Nhà tôi đó và tôi đến đây để cảm ơn bà viện trưởng đã làm những cái công việc rất là nhân đạo. And to assure the Vietnamese people that we are still help them fight HIV/AIDS. Và để đảm bảo với nhân dân Việt Nam là chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ để phòng chống bài trừ HIV/AIDS. We have to thank you very much. Thank you the American government to support Vietnam much for the HIV prevention, especially for the AIDS question is very useful and community.